đang chinh phục núi Khổ Hạnh Lâm, núi mà Đức Phật đã ở đây suốt 6 năm tu ép sát, tu khổ hạnh. Thì chúng ta sẽ có một cái câu chuyện rất là hay tại đây. Sư, gạo ấn là cái hạt nó dài dài vậy sư? Đúng rồi, gạo ấn nó dài, hộp nó rất là dài thấy không? Dạ. Yeah. Nó ngon, khô, yeah. Khô, ngon lắm. Nó khô so với mình ha. À. Rồi bỏ vô miệng. Rồi cái này nè, khổ thêm miếng đường nè, bỏ vô miệng. Good. Good. Quan không biết làm sao nha, nhưng mà người ta nói là khi mà lên Ấn Độ á, có những cái nơi mà ăn uống rất là khó, nhưng mà thật sự Quan ăn ở đây 2 ngày, ở đây 2 ngày Quan chưa thấy cái gì là khó hết. Có thể là bạn chưa tìm được đúng cái khẩu vị của mình, tuy nhiên cái khẩu vị của Ấn Độ Quan rất là ngon luôn, cực kỳ ngon luôn, đúng không? Đúng vị. Có ngon không, trả lời đi. Có. Cho nên là Quan nghĩ là tùy theo cái khẩu vị mỗi người và tùy theo cái địa điểm mà mình tìm đến cái nhà hàng cũng cái nơi mà ăn ngon được sợi không. Quan ăn cay cũng ngon, rồi nó mặn mặn, rồi cái mùi của cà ri nó nồng nồng, cái gì Quan cũng được hết, cho nên Quan thấy rất là tuyệt vời. Cho nên là nếu mà nói đến Ấn Độ không phải là một cái vùng đất mà rất là khó ăn hay như thế nào đó, mà chỉ cần mình chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì tất cả mọi thứ đều giúp cho mình có được một cái hành trình đi xuyên suốt rất là đẹp. Đừng nghĩ, đừng sợ hết, hãy nghĩ tích cực lên thì cái gì cũng ngon hết vậy nha. Ok, thì Quan đã tới một ngọn núi bắt đầu cho đạo Phật, mở màn cho đạo Phật, đó chính là núi Khổ Hạnh. Thì Đức Phật chúng ta có 6 năm ở đây để tu khổ hạnh. Thì cái núi này tên tiếng Ấn là gì sư? Dugetwari. Dugetwari. Dạ. Ok, wow, good. Và khi mà chúng ta lên đây thì có rất nhiều anh trên đây, ông mời mua cái này cái kia rất là nhiều, đúng không sư? Và cái khung cảnh của cái núi này thì nó gọi là đá nhiều. Các bạn nhìn thấy đá rất là nhiều, cực kỳ nhiều đá luôn Vi ha. Trên này có rất là nhiều khỉ nha, kìa. Thấy không? Khỉ kìa. À, rất là nhiều khỉ luôn. Ừ, khỉ kìa, thấy không? Ồ, thấy rồi. Đi thôi. Thì vừa đi vừa chia sẻ, vừa kể lại những cái câu chuyện trên đây nha cả nhà. Ở đây rất nhiều khỉ ha. Đúng rồi. Quá trời luôn, đắng kìa. No. Cái núi này là nếu mà cái độ cao mình vẫn đi chinh phục được hả sư? Phải không? Cái núi cái độ cao mình vẫn đi bình thường so với đúng những rồi, cái núi khác thì đúng không? Nó đây là trong tất cả các núi, cái núi này là dễ đi nhất á. Dạ. Và tại và nó cũng ngắn nhất nữa. Dạ. Cho nên là nó trong tất cả núi mà núi Kinh Túc á là mình có nó tới hơn 1000 bậc thang. Cho nên là mà cái bậc thang nó đứng cho nên là đi rất là mệt. Ở cái núi Khổ Hạnh Lâm này á là nó cũng không quá cao để mà mình đi được. Dạ. Nếu mà review cho các bạn xem, đây là đá rất là nhiều, là sỏi đá rất là nhiều. Đó, đi cho cả người xe, thật sự xe cũng chạy lên đây được luôn. Ở đây thì chúng ta thấy khung cảnh không, hai bên đường á là rất là nhiều người đi xin. Thì chúng ta không có No. Ok, good. Chúng ta không có cho đúng không? Ok, cẩn thận xíu. Đến với Ấn Độ á thì bạn sẽ gặp rất là nhiều đứa trẻ đi xin ăn dọc theo các tuyến đường du lịch, đặc biệt là các thánh tích của Phật giáo. Nếu ai đã từng qua Đắc Ấn á thì thấy điều ấy rất là bình thường. Nhưng mà khi bạn thấy những hình ảnh mà Quang quay á thì bạn rất thương bọn trẻ đúng không? Nhưng nếu bạn cho nó thì những đứa trẻ và bạn bè của nó sẽ nghỉ học. Tại vì sao? Vì ở Ấn á, xây dựng rất là nhiều trường mà miễn phí nữa. Mà các đứa trẻ này á, khi mà nó học á, nó nói là tại sao nó phải học trong khi nó đi xin tiền á, nó có được tiền. Cho nên nếu mà bạn cho nó thì nó sẽ kéo những người bạn trong lớp học ra ngoài đây để đi xin tiền. Và cuộc sống mà thì nó lại kéo theo nhiều cái phức tạp phía sau nữa.
nên dù thương nó như thế nào, nhưng bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Còn ba mẹ của nó thì quá nghèo, nên chỉ biết đi xin ăn. Đây là một nơi rất là khó khăn, và cuộc sống mưu sinh thì lại rất là vất vả. Nếu mà người ta không có kiếm được nhiều tiền thì người ta lại đi xin tiền và lôi theo những đứa con của mình đi xin luôn. Họ làm nghề cấp thấp tại nơi đây, và nạn phân biệt giai cấp ở nơi đây cũng rất là cao, đặc biệt là đất Ấn. Nên Ấn Độ khi mà bạn nhìn tổng quan thì bạn cảm nhận được một điều là bạn là người rất rất là may mắn rồi. Và hãy yêu cái cuộc sống chính lúc này của chính bạn nhé. Đứng ở trên đây là một cái chảng rất là cao, thì chúng ta nhìn xuống rất là nhiều bạn trẻ ở đây, cũng như là mấy đứa trẻ ở đây rất là dễ thương đó, họ ở đây. Và hello và nhìn xuống dưới là mây mờ giăng lối luôn, và chúng ta đang đi lên núi Cấu Hạnh đây. Cái chặng đường lên nó không có cao, thì chúng ta tới được cái hang động của Đức Thích Ca có 6 năm ở đây để tu Cấu Hạnh. Đi đi dài dài chẳng sẽ có những câu chuyện mà sư chia sẻ ha. Ok, đây có rất là nhiều khỉ. Ê, nó có giật động sư? Thôi đừng nè. No. Thôi nó giật máy mình luôn đó. Trời ơi, nó giật đồ. Giật đồ. Không sao con. Hiện tại Quay đang có mặt tại một con núi rất là linh thiêng cũng như đặc biệt tại Ấn Độ. Đây là một con núi, nếu mà ai biết về Phật Pháp á, đặc biệt là Đạo Phật á, thì đều biết là Đức Thế Tôn chúng ta có 6 năm để tu khổ hạnh. Thì Quang đã có mặt tại nơi đây để có được một cái hành trình chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện hay tại cái vùng đất này. Đặc biệt là về núi Khổ Hạnh Lâm, thì chúng ta cùng sư đi lên núi để chia sẻ nhiều câu chuyện tại nơi đây. Ở đây đúng là khổ hạnh luôn á, đúng cái tên khổ hạnh luôn á. Mình tới đây mà thấy khung cảnh khổ hạnh thật sự luôn á sư. Nhưng người dân ở đây nghèo lắm. Sư hiểu ý con đúng không? Chùa Việt Nam Quốc Tự là một tháng, cứ một tháng sẽ cúng cháo ở đây một lần. Việt Nam Quốc Tự của bên mình. Đúng rồi, chỗ mình ở đó, là cứ một tháng cúng cháo ở đây một lần. Bước tới đây núi Khổ Hạnh thì tự nhiên cái khung cảnh Khổ Hạnh nó thấy trước mắt luôn. Thấy trước mắt luôn. Và hai bên đường rất là nhiều người đi sinh, rất là nhiều trẻ thơ, rất là nhiều cô chú. Thì đó là những gì mà Quang thấy tại nơi đây trước tiên khi muốn bước tới núi Khổ Hạnh. Ở đây thì nó tức là cái đất của nó đó, nó không có được màu mỡ để trồng những cây giống như ở Việt Nam mình. Đây là đất khô cằn, khô cằn quá, khô cằn sỏi đá. Sư thấy cái bậc đá đi về giống ngọn núi nào của Việt Nam? Đi từ bậc vậy nè. Nhưng mà núi núi Chan Gia Lào hả? Đúng rồi, núi Chứ Chan Gia Lào leo gì với núi núi Bà Đen á. Em gái cũng leo gì luôn. Và dọc bên đường thì ở mình thì bán đồ ăn, bán mấy vật phẩm cúng. Còn đây thì những đứa trẻ khá là nhiều. Ở đây là cái chùa hả sư? Đúng rồi đó, đã tới rồi đó. Đã tới rồi hả? Gần vậy. Rồi chúng ta đã tới rồi, thì mình đi dài dài cho sư chia sẻ về cái câu chuyện ở đây nha. Đức Lợi Lạt Ma. Đúng rồi. Dưới ngày cái, ngày. Cái này là chùa của Tây Tạng. Thì hiện tại Quang và sư cũng đã tới phía lưng chừng. Đây gọi là lưng chừng núi hả sư? Đúng rồi. Là tới địa điểm của ngài Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn đã tới đây và tu khổ hạnh suốt 6 năm. Thì sư có thể giúp con chia sẻ về cái ngọn núi đặc biệt đầu tiên khi mà Đức Phật đã tìm thấy cái con đường là phải đi tu để giúp cho nhân loại bá gia bá tánh. Như chúng ta đã biết là sau khi Đức Phật đã rời khỏi hai vị thầy của mình,
Và sau khi tu tập có hai vị thầy, mình cũng chưa có thấy phát hiện ra là mình cũng chưa phát giác là mình cũng chưa được đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình là giải thoát. Và Đức Phật đã tự tìm đến một cái phương pháp riêng và tu tập. Thì lúc đó Đức Phật đã có nghe theo một cái phương pháp là tu theo khổ hạnh áp sát. Và Ngài rất là miên mật tu tập theo cái phương pháp này. Thì với cái mong nghĩ là khi mà con người ta đã dứt đi những cái lục dục, về những cái ham muốn, về ăn uống, về những cái trần tục, và mình ép sát như vậy để mình đưa đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà sau 6 năm với cái phương pháp này thì Đức Phật cơ thể mình càng ngày càng tiều tụy đi, nhưng mà vẫn cái con đường hành nguyện của mình vẫn chưa có đạt được cái điểm cuối cùng. Cho nên là và đây là cái núi này nó là núi Khổ Hạnh Lâm, có nghĩa là Khổ Hạnh Lâm có nghĩa là đã nói lên cái phương pháp khổ hạnh của mình. Với cái phương pháp khổ hạnh tu tập theo một cách miên mật và khổ hạnh, với cái nỗ lực đạt được đạt đến đỉnh giới cuối cùng, đó là sự giải thoát, nhưng mà Đức Phật vẫn chưa thấy mình đạt được cái điều đó. Cho nên ở đây mới gọi là lấy cái núi Khổ Hạnh Lâm, chính là lấy về cái phương pháp tu tập của Đức Phật trong 6 năm trời. Đây. Thôi bây giờ mình lên trên hết rồi nha. Thì Quang đang đi lên trên cái hang mà ngày xưa Đức Thế Tôn chúng ta từng ngồi ở đây tu khổ hạnh. Thì Quang sẽ kể cho bạn về một đoạn về cái câu chuyện của Đức Thích Ca Mâu Ni ha. Rồi. Hồi nãy sư có kể đó, trước đó thì Đức Thế Tôn đã có hai vị thầy, mà khi đi theo thì Đức Thế Tôn cảm thấy chưa có gọi là đạt được những cái chứng ngộ, cho nên Ngài học được cái phương pháp tu gọi là khổ hạnh. Nhưng mà Quang sẽ nói cho những cái bạn gọi là chưa có đọc về cái sự tích của Đức Phật hay là những góc đạo khác á, là Đức Phật là một vị hoàng tử sống trong một cái cung điện nguy nga. Sau đó thì Ngài có một lần đi ra ngoài á, thấy được rất là nhiều bà con mình bị bệnh chết nè, bị khổ chết nè, rồi nghèo khổ nghèo đó. Thì ủa sao trong thành của chúng tôi á giàu có gì hồi đó vậy, Phật chưa thấy. Sau đó Phật với cái tâm lòng gọi là đã có trước về cái sự từ bi và cái tâm bồ đề rồi, thì Ngài thấy như vậy, thầy nói bỏ hết để thầy tìm được cái con đường đi tu để giúp cho thoát khỏi sinh lão bệnh tử đó, và vượt qua những cái nỗi khổ đó, sau đó giúp cho Ngài, giúp gia đình và giúp cho rất là nhiều người dân nữa. Thì bắt đầu cái chặng hành trình của Ngài bắt đầu tìm đến Phật pháp là như vậy. Nhưng mà đương nhiên là trước đó Ngài đã có những cái chư thiên chư vị và giúp đỡ để hướng về con đường đạo Phật rồi. Thì đó là cái câu chuyện sơ lược thôi, còn muốn biết rõ hơn thì có thể là cả nhà xem thêm ha. Đương nhiên thì đây là một trong những cái gọi là rất là đặc biệt trong Phật pháp, vì 6 năm mà để tu ròng rã mà ép sát như vậy thì cũng phải là một chuyện đơn giản. Sư thường là sư nói với con là một ngày Đức Thế Tôn ăn chỉ có một hạt mè. Đúng rồi, đúng một ngày theo thế kinh điển để lại là một ngày Đức Phật trong cái quá trình mà tu tập khổ hạnh ép sát với cái mong muốn đạt được cái sự chứng ngộ của mình đó. Và cho nên Đức Phật ăn một ngày chỉ có một hạt mè thôi. Nhưng mà suốt 6 năm. Đúng rồi, đúng rồi. 6.000 hạt mè. Ủa? Một năm đâu tới 1.000 đâu, một năm có 300 mấy thôi, chứ 400 đi. 4.624. 2.400, hơn 2.400 hạt mè. Thì là trong cái hang này tới giờ là vẫn còn luôn hả sư ha? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là được cho là cái nơi mà Đức Phật đã ngồi tu tập, đã trong cái hang động mà Đức Phật đã tu tập và thiền định trong đây. Thì trước tiên thì con thấy đây là những cái tảng đá rất là to và không có cái cây nào phía trên đây hết. Phía trên là gọi là vực thẳm á, thấy không? Và cái khung cảnh đó, nó lạnh đó sư. Buổi chiều tại Ấn, và cái ngọn núi này cách cái Đức Phật thành đạo ngay tại cái tháp là khoảng cỡ 18 cây. Thì đi trong vòng khoảng 45 từ 30 phút tới 45 phút. Và khi lên đây thì cái hơi thở chúng ta sẽ bị hơi mệt, tại vì vừa đi lên và tại vì không khí lạnh nó sẽ làm cho chúng ta cơ thể rất là mệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nơi đầu tiên, phía trong đây nó rộng hơn, và đến cái hang của Đức Phật. Đây, đi theo Quang ha. Đây là người ta cúng đèn. Mình đúng rồi, cúng đèn. Cúng đèn. Mình qua đây trước đi. Qua đây trước. Như mọi người đã biết, mình nhìn vô cái hình dáng của cái tượng này thì nói lên điều gì? Đây là cái phương pháp khổ hạnh ép sát của Đức Phật. Thì giống như trong kinh điển để lại là cái da lúc đó Đức Phật mà khổ hạnh đến nỗi mà cái da bọc vô xương, trơ xương sườn ra,
thấy luôn cả cái gân đó. Và lúc này Đức Phật rất là tiều tụy, tóc thì đổi màu, da thì sẫm lại, thì chỉ còn da và xương thôi đó, cái phần bụng này, đây đây là cái bức tượng này nói lên cái phương pháp khổ hạnh ép sát của mình với cái nỗ lực tinh thần của ngài rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cái thể xác của ngài thì khi biết rồi, cái cơ thể vật chất của mình, nếu mình không ăn uống trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy thì nó sẽ đưa đến là cái mình sẽ kiệt quệ sức khỏe. Ở trên đây là tượng theo con vậy, nhìn cái gương mặt mà tạc theo cái mặt thừa, và khi con đụng vô cái tượng dây rất là lạnh, tại vì bằng đồng. Cái tượng này bằng đồng nha, bằng đồng nha, bằng đồng, gọi là đồng. Ở trong là rỗng thôi, nhưng mà đụng vô rất là lạnh, tại vì trên đây xứ lạnh mà. Và đây là giống như xưa nói đó, cái phương pháp mà tu khổ hạnh là Đức Thế Tôn đã từng áp dụng, nhưng nó không đúng với cái đúng con rồi. Đường là con đường trung đạo. Khi mà tìm tới con đường trung đạo á, thì Đức Thế Tôn mới thấy là cái gì cũng phải chung, nằm ở giữa thì mới đúng, chứ không phải là không ăn không uống để tu. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn đã tìm thấy được một cái phương pháp vĩ đại nhất, đó là con đường trung đạo, thì chúng ta cứ áp dụng cái phương pháp và cái đáp án đó mà tu, chứ không phải là thấy con đường của Đức Thế Tôn từng đi như vậy rồi chúng ta bắt đầu cái hành trình đầu tiên là phải ép sát, đúng không Sơn? Không phải là như vậy. Và nếu mà nói vậy thì cũng hơi phá chấp, nhưng mà tùy mỗi người có một phương pháp. Nhưng mà theo ý kiến của Quang là như vậy nha, theo ý kiến của Quang thôi, Đức Phật đã có cái đáp án rồi, hãy dựa vào cái đáp án đó mà tu tập thôi, còn không phải là đi cái hành trình đầu tiên của Đức Phật ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đây để cho người khác vô đây để hành hương. Mình qua đây một tí xíu hả Sư ha? Ở đây là đá nha, là xây ở trong lòng núi nha. Tức là ở đây có một cái hang động họ xây lên như thế này. Thì cái bức tượng này theo mặt thừa thì ở đây cũng là ngài cầm cái trượng này, hình như ngày một kiền liên á. Đúng rồi, Xá Lợi Phất còn một kiền liên. Xá Lợi Phất kiền liên theo cái văn hóa của mặt thừa. Hai thiên thủ thiên văn của Đức Phật. Thiên thủ thiên văn. Ở đây là ngài Liên Hoa Xanh. Liên Hoa Xanh. Liên Hoa Xanh trong mặt thừa. Rồi. Nếu mà buổi tối mà chúng ta ở đây rất là lạnh, tại giờ này rất là lạnh rồi, buổi tối ở còn lạnh nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vô cái hang động mà Đức Thế Tôn chúng ta đã từng ngồi ở đó để tu tập. Hồi nãy cái đoàn cũng đông cho nên quang dương. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vô trong kia, chúng ta sẽ nói nhiều hơn hả Sư ha. Rồi, thì đây là đứng chính xác là cái hang của Đức Thế Tôn năm xưa đã tu khổ hạnh tại đây suốt 6 năm. Và đây là những đồng tiền người ta sẽ dán lên đây là cúng dường. Và cũng khi mà chúng ta bước tới đây thì chúng ta thấy rất rất là nhiều cái như thế này. Đó. Nên là nhũ vàng nè. Nhũ vàng. Người ta cúng dường á. Là vàng thiệt hết Sư? Đúng rồi, nhũ vàng đó. Là giáp vàng, giáp vàng lên đây. Đó là như vậy khi mà chúng ta thấy ha. Còn bây giờ chúng ta tiến vô trong nha. Có ai không Sư? Ô cũng đông nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con mang những cái Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Châu Minh Quang, con là người Việt Nam. Con đến đây để con hướng đến Đức Thế Tôn cũng như hang động của ngài đã từng ở đây tu tập cũng như ép sát xuống 6 năm. Thì con mang một cái năng lượng nhỏ bé của một con người Việt Nam nhỏ bé đến đây để mong là hưởng được những cái phước duyên, những cái phước lành của các chư thiên cũng như là những điều thiện lành nhất dành cho người Việt Nam. Và con mang những cái ánh sáng từ bi, những ánh sáng đẹp đẽ đầy những trí tuệ thiện lành của Đức Thế Tôn để mang về Việt Nam, để cho người Việt Nam thấy được những cái hang động, những cái khổ hạnh, những cái này để hướng tới những cái điều đẹp đẽ và những cái thiêng liêng đầy linh thiêng của tại nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chính tại cái hang động này được cho là cái nơi mà Đức Phật đã tu tập trong cái quá trình khổ hạnh ép sát của mình, cho nên mình thấy cái tượng thể hiện lên cái sự mà khổ hạnh của mình, khổ hạnh bằng cái phương pháp khổ hạnh. Phương pháp khổ hạnh là phương pháp mà với cái tinh thần, với một cái tinh thần tu tập rất là miên mật, mà với cái, và với một cái quan gọi là giới cấm thủ, nghĩa là mình chấp vào một cái phương pháp mà sai lầm sai, nhưng mà đến cuối cùng Đức Phật cảm nhận ra là cái mình đã tu tập theo phương pháp này nó không đưa đến kết quả mà viên mãn. Cho nên là Đức Phật đã thay đổi lại cái con đường, là cái phương pháp khác, đó là con đường trung đạo. Sư, cái tượng này con nghĩ khi muốn gờ vào là tượng đá nha. Đây là tượng đá, không phải tượng đồng như ngoài kia. Và khi mà bạn cứ tiến vào đây ha. Đây là một cái tượng
tạc bằng những cái viên đá của ngày xưa. Sau khi đó họ vết vàng lên nè, đây là vết vàng lên nha, họ cúng dường ha. Và cái hình dáng của Đức Thế Tôn cũng giống như sư chia sẻ là giống như da bọc xương và lòi cả những cái xương sườn hết như thế này nè, và ngồi ở trong đây tại cái hang động này thì rồi. Ngày xưa nó đã như vậy luôn hay là sao sư? Đúng rồi, thì được cho đây là cái hang động ngày xưa đã Đức Phật đã tu tập trong 6 năm đó. Cái hang động này tồn tại tới ngày hôm nay 2500 năm khi mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Còn lại những cái di chỉ, di tích và những cái lịch sử văn hóa tồn tại tại đất nước Ấn Độ và hang động này, khi mong đứng trong đây, tất cả những cái ngoài kia nó lạnh nó sưng, bước qua đây có sự ấm áp đó. Có thể là hang động nó bích, cũng có thể là do có đèn, nhưng mà đối với cái nguồn năng lượng và Đức Thế Tôn đã có mặt tại nơi đây thì cái từ trường á nó đều có mặt để giúp cho chúng ta thấy được cái sự ấm áp bao trùm. Nếu mà những người con phương xa của Việt Nam hay là khắp nơi trên một miền đất nước như Mỹ, Anh, Úc, Canada gì đó về đây thì nó đều có mang cái cảm giác ấm áp và cái từ trường năng lượng tốt của Đức Thế Tôn đã có mặt, thì đưa các chư thiên hộ pháp đều có mặt để giúp cho chúng ta có được cái cục hành hương nó được vẹn toàn, nó được ấm áp, nó được tràn đầy và nó tràn ngập những cái tình yêu thương. Thì đến đây thì bắt đầu cái lời văn của Quang nó bắt đầu nó tròn chỉnh hơn lúc sáng rồi. Thì Quang mong là những gì mà Quang chia sẻ ngày hôm nay tất cả đều hướng tới tới một cái điều tốt đẹp nhất, để cho Quang biết được cái lịch sử văn hóa, những gì để lại trong kinh đều có thật khi mà chúng ta đến Ấn Độ, chứ không phải là viết theo cái cách gọi là tưởng tượng ra, mà tất cả đều có thật. Đây hang tu của hạnh của Đức Thế Tôn, những thánh tích. Dạ. Những thánh tích, những nơi Đức Phật đã từng đi qua. Dạ. Khi mà đến đây thì con thấy cái hang động này nó vừa đủ để Đức Thế Tôn ngồi trong đây, nhưng mà ngày xưa con nghĩ không có có đầy, nó tròn hay là nó gù ghề, chứ nó không có bằng phẳng như thế. Đúng này rồi đâu. Cái này là do người ta lát, sau này người ta lát lại. Dạ. Và ở đây là khi mà đèn đốt lên và nhiều á thì cho nó đen hết. Đúng rồi, hang động này đen hết. Thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều hang động với các ngài tu tập, nhưng mà khi đến đây thì nó lại khác nha. Đức Phật đã từng ngồi trong hang động tu trước 2500 năm á sư, thì những vị sư Việt Nam mình cũng tìm cái hang, nhưng mà thật sự là vào đây nó khác hoàn toàn. Cái năng lượng nó mát mát, nó trong lành, và mọi thứ nó rất là yên ả, và giúp cho chúng ta cảm giác được là một bầu không khí, một tình yêu thương, một cái gì đó nó rất là thiêng liêng, một sự màu nhiệm nào đó. Thì khi mà sư đi ra thì Quang muốn quay cận cảnh cho các bạn xem. Ở đây thì cũng có rất nhiều người có tiền gì họ sẽ cúng dường để đây, thì có những người nghèo thì họ để lại, và những cái vải trắng này là của người bên mặt thừa đó, thì họ đến đây để họ để những cái sự bình an, họ xin những cái ước nguyện. Thì hang động này á, nếu mà coi đó, cái chiều dài từ ngoài cổng đó dài tới đây thì gần khoảng 5 mét, cái chiều ngang khoảng 3 mét, thì nguyên cái hang động của Đức Phật tu khổ hạnh là khoảng 15 mét vuông. Cái độ cao ở trên đây từ dưới lên đây thì Quang nghĩ khoảng chiếm khoảng 3 mét rưỡi, nếu mà tới cái tháp kia khoảng 3 mét rưỡi. Ở đây thì có đèn ha, thì ở đây thì có thêm một cái nơi nữa, có hai chú ở đây. Thì hai chú ở đây theo sư nói là bên đạo Bà La Môn để cúng hai vị đó, thì Quang không biết, thì Quang không, sư không cho để nói nhiều, cho nên là của Bà La Môn ha. Hai vị này đang ngồi ở đây để mình cúng dường, thì không biết như thế nào mà tại sao trong đây lại có Đức Thế Tôn lại có để như thế này, vị hiểu nó không? Thì qua không biết, nhưng mà hiện tại thì hai cái vị thần đó thì qua cũng đắp lại, qua không biết là ai, và bức tượng không biết đem từ đâu tới, thì qua review luôn đó. Bây giờ bạn nguyện cầu đi, vi nguyện cầu đi ha, quỳ xuống rồi. Ở đây cũng có khách đến đây để hành hương, để cúng. Dạ. Yeah. Họ sẽ đem đèn, nhang và bông hoa đến đây họ cúng như thế này để hướng tới đạo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra. Tạm thời thì tất cả những thông tin thì Quang cũng chia sẻ hết tại động Khổ Hạnh Lâm, nơi mà Đức Phật đã có 6 năm đến đây để tu ép sát. Rồi. Từ đây thì có một ngôi chùa để cho giống như là Quang theo Quang nghĩ nha. Nơi đây cũng là cái hang động đó, nhưng mà người ta sẽ xây như thế này để cho nếu mà hành khách đến đây đông quá thì có đây qua đây giếng trước, thì sau đó chờ khách ra, tại trong đây có 15 mét vuông à, khoảng chừng 5 tới 7 người là bắt đầu lá chẹt rồi. Ở trong đây có hai vị nữa bên bên đạo khác, đạo bên Bà La Môn hay là Hindu giáo á, ở đó để cúng, thì chúng ta sẽ không có thể chứa nhiều được, cho nên có thể là nơi đây để cho ta qua đây viếng trước. Thì chúng ta đi vòng vòng ở đây thì chúng ta thấy cúng đèn ha. Đặc biệt nha, đây nè,
con chưa nói này nữa. Nhang á, nhang á, nhang của Ấn Độ á, cực kỳ thơm luôn. Như cái này nè, bạn có thể đốt từ lầu 1 và lên lầu 3, lầu 4 chẳng nghe nữa. Cho nên Quang sẽ mua rất là nhiều hộp nhang về để Quang có thể Quang tặng bạn bè, thấy Quang đốt. Cho nên là có duyên Quang về đây nhiều thì Quang sẽ cho mọi người gửi đi, Quang mua sẽ về cho cả nhà. Nhang ở đây cực kỳ thơm luôn, đặc biệt là nhang Ấn Độ là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi di chuyển lên trên kia ha. Rồi qua đây đi. Ngày hôm nay thì cũng gần kết thúc rồi, giờ này gần 4 giờ rồi. Thì 4 giờ cũng là những cái giờ gọi là khi mà hoàng hôn buông xuống trên núi Khổ Hạnh Lâm. Một trong những cái điểm là gọi là chúng ta nên tới. Tại sao thì quá tuyệt vời như vậy. Cảm xúc của Quang cũng không biết chia sẻ như thế nào cả ngày hôm nay. Từ những cái cảm xúc khóc lóc này kia đủ thứ, thì bây giờ đã tới núi Khổ Hạnh Lâm. Và buổi chiều ngày hôm nay sẽ cho chúng ta được một cái nơi tuyệt vời trong cái khu vực Bồ Đề Đậu Tràng nè. Là nơi mà 6 năm để Đức Thế Tôn ép sát. Khi mà Đức Thế Tôn di chuyển xuống tới làng Sujata thì gặp cô thôn nữ bắt đầu cho bát cháo sữa. Khi mà đó thì Đức Thế Tôn cầm cái bát lại cái suối, nếu mà cái bát đó chảy ngược thì đúng với con đường trung đạo. Thì sau khi hành xong, Đức Thế Tôn có 49 năm để tới cây Bồ Đề để thiền định và đắc đạo, thành đạo tại cây Bồ Đề. Thì đó là nguyên cái khu vực trong khu vực này, cách nhau khoảng 15 km đổ lại. Thì đó là một cái hành trình tại nơi đây. Và chúng ta đã gọi là đi được một thánh tích ngày hôm nay rồi đó. Một thánh tích lớn là Bồ Đề Đậu Tràng rồi đó. Chúng ta sẽ còn 3 thánh tích nữa. Thì mong là cái hành trình của Quang sẽ mang lại nhiều cái câu chuyện hay, giá trị, đầy những ý nghĩa của những người bên Phật học. Bây giờ chúng ta leo núi nha. Leo núi đi. Leo núi đi. Nó giật đồ, nhấc đồ, khỉ giật đồ. Monkey biscuit, yeah. Đây là con khỉ gì? À, con không biết nè sư ơi. Lò gì á? Con khỉ tên là Hanuman. Hanuman, là từ xuất phát từ con khỉ này. Là khỉ Hanuman là giúp Đức Phật á. Yeah. Trang màu của nó rất là trang màu, trang đẹp. Tức là con mắt đen, con mặt đen mà xung quanh đó là màu trắng. Tức là khỉ Hanuman. Con khỉ Hanuman là xuất phát từ con khỉ này nè. Ở Vesali á, là cái nơi thành lập ni đoàn á, là có một cái hồ. Cái hồ đó là tượng trưng cho cái chú khỉ mà đã cúng dường mặt cho Đức Phật. Thì là loài khỉ này nè. Loài khỉ này nè, quá hay. Thôi đi mới thấy được mọi thứ trong kinh đều y chang vậy chứ. Đúng rồi. Em có đọc, em thấy em coi đi, bữa nay em thổn thức trái tim luôn á. Chịu không nổi luôn á. Tức là anh đâu có biết con khỉ này là loài gì. Mình nói, ủa mình thắc mắc là loài gì. Cuối cùng là khỉ Hanuman, loài khỉ Hanuman. Thank you. Con khỉ khác nhau, con khỉ khác nhau, luôn sợ. Tức là tất cả những con khỉ khác đều sợ con khỉ Hanuman này. Vì nó đi, nó đi thành đoàn với nhau, nó đi thành nhóm với nhau. Đây đúng là khô cằn sỏi đá luôn đúng không? Khô cằn sỏi đá luôn, nhìn kìa. Sỏi đá không. Và đây là một trong những cái gọi là cái rừng nhỏ nhỏ phía dưới chân của núi Khổ Hạnh. Và chúng ta đang đi lên đỉnh. Nếu được thì chúng ta ngắm cái buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Thấy nhà không? Nhìn thấy nó buồn gì đâu á. Rồi bao nhiêu cái câu chuyện, bao nhiêu cái gọi là những cái lịch sử á, nó còn sót lại nơi đây á, nó tạo cho chúng ta những cái cảm giác rất là nôn nao trong lòng á. Nếu mà những ai mà nghiên cứu về Phật học thấy hành trình này đi á, cảm xúc lắm. Đôi khi cũng không biết nói gì nữa, nói như thế nào cho nó trọn vẹn nữa. Chỉ biết là chia sẻ những gì mình đã thấy thôi. Vì nó nằm ở bên trong của mỗi người mà. Khung cảnh nhìn đẹp ha, mặt trời lên như thế này nè. Mà coi từng con người họ khổ gì đâu. Lúc trước là sư phát cháo đây nè em. Kìa bạn chào em kìa. Hello. Đó, còn người dân ở đây họ sống gì đó. Giống như cái làng quê của Việt Nam nhưng còn nghèo hơn nữa. Đôi khi bây giờ làng quê của Việt Nam mình á, họ đã hiện đại hơn rồi. Vừa có internet, rồi có đường xá, có đồ ăn, rồi người ta cũng sang trọng hơn. Tuy nhiên ở Ấn Độ này, như vùng đất xa xa như cái nơi mà Đức Phật bắt đầu cho cái câu chuyện Phật Pháp á, thì lại rất là nghèo. Nhưng mà Đức Phật đó là nếu mà Đức Phật
nếu mà Đức Phật không có tới nơi đây thì chắc chắn nó mất luôn cái tỉnh ở đây. Cho Đức Phật phải đến đây thì nhờ cái điều đó, như mà sư kể đó, thì hàng năm rất là nhiều tín đồ trong Phật giáo về đây để cúng chiêm bái và hướng lên cái điều tốt đẹp của lịch sử đó. Quá đẹp luôn. Tuy cái đấy mệt không? Tướng mệt không? You tired? No. Vì mệt không? Ok. Núi này là núi gọi là thấp. Mai chúng ta sẽ đi một cái ngọn núi vĩ đại của Ngài Ca Diếp. Đối em là núi gì? Không biết luôn. Núi Kê Túc. Chân gà. Nó sẽ giáp ranh với Trung Hoa luôn. Thì mai này mình sẽ chinh phục ngọn núi đó. Đá này đặc biệt lắm nha sư. Cái này là gọi là thạch anh non. Thêm khoảng thời gian nữa nó sẽ nó già, nó sẽ trong á. Thạch anh non. Sau khi ăn uống xong à, đã đừng xả rác trên đây. À, cũng rất hay ha. Qua đang chinh phục núi Khổ Hạnh Lâm, núi mà Đức Phật đã ở đây suốt 6 năm tu ép sát, tu khổ hạnh. Thì chúng ta sẽ có một cái câu chuyện rất là hay tại đây. Sắp lên đỉnh rồi. Đây chỉ một ngọn núi đó nè. Nè, thấy đá ở đây không? Đó, cái nhà thấy đá đấy không? Cũng giống Việt Nam thôi, đá đâu cũng là đá. Đá đâu cũng ở trên trái đất và đá đâu cũng thuộc về vũ trụ. Thì quan từng đi tà lơn thì cũng đá y chang thôi. Nhưng mỗi nơi sẽ có kết cấu khác nhau. Và buổi chiều nơi đây nha. Đẹp chưa? Đó. Thấy cái màu không? Tại vì xương phủ dày đặc luôn. Ồ quá mệt. À, nếu mà đúng vô những cái ngày buổi sáng á, Thác Sơn nhìn nhìn xuống dưới á, đứng trên những cái núi cao như núi Cấm hay là núi Cô Tô và nhìn xuống dưới á, thì cũng có những cái khung cảnh, những ngọn núi, những cái cây cái cây thốt nốt như thế này. Bên đây nè em. Sắp gần tới đỉnh rồi cả nhà ơi. Mới đón bạn Vi hơi đi hơi bị mệt á, cho nên phải chậm xíu. Cái này là con đường mòn người ta đi nè. Yeah. Khổ Hạnh Lâm. Lên tiếp hả sư? Đỉnh rồi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn sư. Đẹp quá đẹp. Nhìn cái dãy núi nè. Đó, nhìn thấy tuyệt đẹp không? Nó cầm. Đó, núi trùng điệp đẹp, sương mờ nhân ảnh luôn. Bên đây đó nè. Ồ, đẹp quá luôn. Hôm nay đã chinh phục được một cái địa điểm rất là hay, đó là núi Khổ Hạnh Lâm. Và hiện tại thì mặt trời là phía sau của sư, nhìn rất là đẹp luôn ha. Phía dưới là tất cả những cái khung cảnh và nhìn đây núi trùng điệp nhìn rất là đẹp luôn. Hello. Bạn sẽ đang quay phim nè. Rồi khi mà chúng ta tới đây thì cái không khí mà lạnh á nó bao trùm xuống, và khi cái hơi thở chúng ta lên gấp gáp nào hôi ra nó mát lắm. Cao đó được vậy. Khổ Hạnh Lâm là tên của một khu rừng thuộc thị trấn Uruvela Ulau Tằng Loa bên dòng sông Narani Ana Ni Liên Thiền, tiểu bang Bihar của ngày nay.
Trải qua hơn 2.500 năm với biết bao dâu bể, những người còn lại nhắc người ta nhớ về Khổ Hạnh Lâm chỉ là một dãy đồi trơ trọi, cháy bỏng như lò than vào mùa hè. Dãy đồi này cao khoảng 60 mét và dài chừng 5 km. Đứng trên ngọn đồi, tôi có thể nhìn bao quát ngôi làng Bạc Rau, bóng dáng của những nhà tu hành khổ hạnh nay không còn. Nhưng cảnh sống cơ cực của người dân Bạc Rau dường như không khá lên được, hay thậm chí còn khốn khó hơn so với mấy nghìn năm về trước, khiến cho cái tên Khổ Hạnh Lâm như càng khắc sâu vào trong tâm khảm của mọi người. Tức là nhà của các bạn này á, là bên kia, những bạn học bên đây phải leo nguyên ngọn núi để qua như thế này. Ôi ôi, cực chưa? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hello. Yeah. Dễ thương ghê. Đây là nhà bằng đất nè. Rồi thấy không? Nhà đây bằng đất nè. Đó. Ở đây nè, để cho mọi người xem thử nha. Ở đây là có một cái này. Hello. Ở đây có một cái này là cái nhà của người ta, sau đó cái người ta lấy cái phân bò đó, người ta dán lên đây để người ta làm củi, người ta đốt nó. Dán lên đây như thế này. Rất là hay đúng không? Cho mọi người xem nè. Đó, dán lên như thế này. Ý heo heo. Ý heo heo heo. Heo ngủ hả? À, mấy heo gừng đó nó lại sắn mình á, nó heo con. Dạ. Thôi thì đi. Access, tại sao mà trong đạo Hindu á người ta không có chỉ uống sữa bò thôi mà người ta không có ăn thịt bò, lý do tại sao vậy? Vì theo theo Hindu giáo, theo Hindu giáo con vật là con vật bò, con bò rất là lịch sự. Và người dân Hindu luôn luôn có con bò và sử dụng nhiều thứ về làm xưa. Tức là Acid nói là con bò á, là giống như là cái người trong gia đình vậy đó. Khi mà dụ như người trong gia đình mà có ai mà mắc á, thì không có nuôi sữa con người, sữa người mẹ á, thì con bò là lấy sữa bò đó để cho con mà nuôi dưỡng trong những người, thì con bò giống như người mẹ để nuôi dưỡng lớn lên, cho họ rất là tôn trọng những cái sự tuyệt vời đó. Cho nên và cái sữa bò đặc biệt là uống nó ngon, nó bổ và nó tốt cho sức khỏe, cho nên là chúng ta không ăn thịt bò này như vậy. Quang xin chia sẻ là trong cái thời gian sắp tới á, thì Quang ra rất là nhiều cái chủ đề về chữa lành những cái tổn thương, hay là tâm sự dạng podcast như thế này, hay là nói về cái cuộc đời và cái cuộc sống của Quang nè. Và có những cái khám phá bí ẩn được đầu tư rất là công phu, tỉ mỉ và đầy những cái giá trị về nhân văn. Các bạn có thể ủng hộ Quang bằng cách donate cho Quang để Quang có thêm chi phí mà phát triển và đi xa hơn trên cái hành trình đầy những gian truân và thử thách. Có rất là nhiều cách để các bạn donate cho Quang. Thì cách thứ nhất, khi mà chúng ta xem video, phía dưới mỗi video đều có từ cảm ơn. Khi mà chúng ta click vào cái từ cảm ơn đó thì chúng ta có rất là nhiều cái mức giá, thì các bạn có thể lựa chọn mức giá mà bạn yêu thích gửi đến Quang. Và iPhone hay là các điện thoại khác đều có chức năng này, và chúng ta chỉ cần nhắn mua và gửi là xong. Cách thứ hai á, thì chúng ta có thể là tham gia hội viên của kênh, thì Quang cũng đã có bài hướng dẫn rồi. Và cách thứ ba á, sau cái video này á, chúng ta có một cái thông tin về tài khoản ngân hàng của Quang nè, hay là ZaloPay, MomoPay và PayPal, thì các cách trên đều có thể gửi một phần chi phí để Quang có cơ hội mà đi xa. Và Quang xin biết ơn và cảm ơn các thiện đại chi thức và các đại Bồ Tát trên mọi miền và cũng như là quốc tế.